kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Clip buổi tối ngày hôm nay là ngày 12 tháng 11 thì em Xuân Đình để tiếp tục lên video để giới thiệu đến các bác những sản phẩm mới về. Và trong video ngày hôm nay thì em lên combo phối ghép âm thanh Pioneer hàng bãi Nhật, một cặp loa Pioneer SI7 huyền thoại hôm nay lại cập bến tại cửa hàng bên em. Một chiếc ống đi Pioneer 717 nguyên catalog, hàng đẹp xuất sắc, công suất lớn để phù hợp cho các bác ghép những cặp loa bass 30. Các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được, ở phân khúc tầm tiền dưới 15 triệu đồng, rất là hay. Bên cạnh đó thì có một cặp BMB này là hàng xịn sò luôn các bác nhé. Model của dòng này là BMB 850C. Đấy, hàng xịn sò thì nó sẽ ghi rõ là nơi sản xuất nằm Argentina, còn những hàng mà niên doanh, hàng gióng, hàng dựng thì nó sẽ ghi là Japan, nhưng đây là hàng xịn sò rồi. Đây là hàng của một bác khách nâng cấp giao lưu cùng cửa hàng Xuân Đình, thì bác muốn chuyển sang bộ nghe nhạc thì nhượng lại cho Xuân Đình để Xuân Đình giao lưu với các bác nào mà đam mê về hát. Thì đây là cặp BMB, hàng xịn sò các bác nhé. Thì đây là hàng của khách nâng cấp, em sẽ quay chi tiết cho các bác trong video ngày hôm nay luôn, cũng như báo giá cho các bác. Và mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em Xuân Đình theo số trên bài là 0395727582, địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì em Xuân Đình đều ship hàng toàn quốc và giá bán không bao gồm phí ship. Đầu tiên sẽ quay cho các bác về cặp mà POV của bác khách nâng cấp. Đây là một bác khách lớn tuổi, cũng rất trân trọng về những cái đồ âm thanh. Bác chơi một cái cặp loa này cũng rất là giữ gìn, thậm chí nếu chỉ còn lau qua một cái lớp bụi và bán cho các bác là hàng bãi thì các bác cũng tin, vì cái cặp loa này rất là đẹp, từ những phần tem mát, lưới sắt đến như gân màng và cũng chưa hề có bóc luôn. Ở đây thì em đã test cũng như kiểm tra về loa là hoạt động tốt rồi. Dòng BMB CS850C này thì nó là bass 20 năm, trở kháng 8 ohm, công suất maximum là 500W Argentina. Thì đây là hàng xịn sò nhé. Những dòng như 450, 850, 1000, 2000 thì nó là dòng đời cao thì đều sản xuất tại China hết rồi. Thì đây là hàng xịn, em nói luôn các bác đây là hàng xịn luôn rồi. Cặp này nếu như bình thường các bác mua ở bên ngoài thì nó tầm khoảng độ 5-6 triệu gì đấy, bass 20 năm. Cặp này hát rất là hay. Nhưng hiện tại thì đây là của bác khách nâng cấp, thì em xin giao lưu với các bác cặp này mức giá chỉ có 3 triệu đồng. Và loa thì rất là đẹp, từ những cái loa tép này còn nguyên zin tuyệt đối, nó chỉ có một chút bụi bẩn thôi. Vì đây là bác khách lớn tuổi chơi những đồ âm thanh rất là giữ gìn, và bác muốn chuyển sang nghe nhạc vì bác không còn nhu cầu hát nữa. Và những cặp loa này bác giữ gìn từ góc cạnh nó rất là đẹp luôn, không hề có gì chảy xước gì nhiều cả, vì bác ở nhà bác cũng đã bọc kỹ càng rồi. Quan trọng nhất là chỉ cần mở cái phần lưới sắt bên đây căng này ra, em nhìn thấy nó đẹp long lanh này là đã thấy ưng rồi. Còn nếu bác nào mà đã không quá quan trọng là hàng đã qua sử dụng, mà quan trọng là hàng còn zin, hoạt động tốt, loa bát là chung loa tép đều hoạt động tốt bình thường, loa này còn khá là đẹp, chỉ có chút bụi bẩn thì các bác về vệ sinh qua là sẽ đẹp xuất sắc. Cặp loa này hiện tại có mức giá là chỉ có 3 triệu đồng. Các bác ghép tốt với những cục đẩy này, âm mi karaoke như dòng Jaguar, kể cả âm mi bãi Nhật đánh trong này cũng rất là hay. Đây là cặp BMB được sản xuất tại China, và đây là hàng xịn, đời của nó là 850C 8 ohm, để các bác nghe hát gia đình. Cặp này rất là đẹp luôn nhé. Mức giá là chỉ có 3 triệu đồng của bác khách nâng cấp giao lưu cùng cửa hàng của Xuân Đình, giá rất là dễ chịu cho các bác. Còn bộ âm thanh Pioneer mà em đang chuẩn bị giới thiệu cho các bác trong video ngày hôm nay, đó là bộ loa I7 huyền thoại, dòng này bass 20 năm. Vẫn phân tích với các bác với cái phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu đồng thì đây là những cái mẫu loa rất là đáng chơi. Và loa thì về trong tình trạng là siêu đẹp, bát 20 năm, gân mút, màng giấy, một chung, một tép điện, căng cước nguyên zin và đẹp xuất sắc. Góc cạnh thùng cũng vậy, còn rất là đẹp luôn. Cặp loa này kích thước tổng quan thì nó có chiều cao đạt là 80, chiều ngang 36 và chiều sâu là 30. Trở kháng của loa là 6 ohm, công suất của loa maximum là 150W. Dòng này rất dễ phối ghép, các bác cứ ghép cho Xuân Đình vào dòng âm ly Pioneer mang tính chất là đồng bộ như 7.900, 7.800 hoặc là 7.600, đánh ngoài cũng rất là hay. Và các bác ghép với những dòng i7, i9 của Pioneer cũng được. Và đây là những cái mẫu loa rất dễ phối ghép. Nếu như ghép sang những dòng sơn xui như 67X, Decat, LX, Cha thì cái dòng này nó có cái giải trầm rất là ấm và nghe nó rất là dễ chịu. Cặp này hiện tại thì đang có mức giá là 8.500.000 đồng. Thùng phủ bóng piano, loa này còn đẹp góc cạnh đằng sau, công suất là 150W. Cặp này chơi rất tốt, phòng 30-40m2, loa thiết kế trái phải nép và rai, căng cước đầy đủ và đẹp xuất sắc. Mức giá là 8.500.000 đồng, hàng tuyển chọn tại cửa hàng Xuân Đình. Loa tiếng rất là tốt nha, gần mút, mềm màng, giấy
rất là mềm mại và các cái tuyến loa nó còn rất là mới. Đây là hàng sưu tầm các bác, giá là chỉ có 8.500.000 đồng. Và em đang phối ghép cho các bác là chiếc âm đi PN717. Đấy, dòng này em cũng bán rất là nhiều rồi. Và hiện tại thì thường thường ở bên cửa hàng Xuân Đỉnh thì chỉ có những dòng Pioneer và những dòng Sơn Xui là phổ biến. Em có rất là nhiều những mẫu âm ly Sơn Xui ở đây. Vì những cái mẫu âm ly Sơn Xui và những mẫu âm ly Pioneer là những dòng âm ly nó dễ phối ghép so với những cái thị trường hàng bãi của Nhật. Thì đây là những dòng âm ly gọi là đầu bảng. Âm ly Pioneer A717, máy chạy là 8 sò, công suất là 270W, điện là 100V. Âm ly có đầy đủ tính năng như chỉnh bass, check, có nâu lớt. Dòng này rất là khỏe, khỏe hơn cả những dòng Sơn Xui. Sa chuẩn 42, điện là 100V. Thì các bác ghép tốt các loại loa bass 30, thậm chí các bác lắp thêm vang cơ vang số để hát gia đình rất là tuyệt vời. Máy móc nguyên zin, hàng là còn zin tuyệt đối, nguyên catalog rất là đẹp. Chiếc âm ly hiện tại giao lưu với các bác mức giá thì cũng chỉ có 6 triệu đồng. Giá thì lại rất là mềm so với thời điểm 1-2 năm về trước, những chiếc âm ly này nó rất là rẻ, nó gọi là bị trượt giá rồi. Và công suất của nó lại là 270W, điện là 100V. Máy nặng còn là tầm 20kg. Các bác nào đang chơi những cặp loa bass 30 của Pioneer ghép dòng này thì quá tuyệt vời. Mà mức giá thì lại rất là dễ chịu. Hình thức thì đẹp xuất sắc, không có điểm chê về chiếc âm ly này. Các bác có thể là mua cả bộ trong video ngày nay cũng được. Vì tính ra cả bộ này ở phân khúc tầm tiền là dưới 15 triệu thì rất là đáng chơi. Và những cặp loa để chơi rất hay, phòng 30-40m2. Ghép với chiếc âm ly thì giải trầm đánh rất là lực, tép rất là sáng. Cảm ơn các bác đã mất chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Cũng khá là muộn rồi thì em Xuân Đỉnh xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.